Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1239 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthygmail gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này nhà ở nha trang bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện nhưng mở tập ngày hôm nay thì sẽ kể hai câu chuyện trước hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua Câu chuyện đầu tiên á đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi mà thôi. Câu chuyện này bạn đã trải qua cùng với lại một người bạn rất là thân với bạn luôn. Thì bạn kể rằng hồi đó đó do là ba mẹ của bạn cũng còn khó khăn, cho nên ba mẹ cũng chưa có mua được nhà. Thì ba mẹ có quen với lại một cô, cô này là bạn rất là thân thiết với ba mẹ. Cô có một cái căn nhà nằm trên đường Đề Bô ở khu ga xe lửa các bạn Mà căn nhà này thì cô bỏ không, không có ở Cho nên á là cô mới kêu ba mẹ dọn về đây ở đi Ở là giống như coi nhà cho cô luôn Rồi khi nào mua được nhà thì dọn đi Thì lúc này là ba mẹ đã dọn về đây ha Bạn có cái người chị hai cũng lớn hơn bạn mấy tuổi Mà chị của bạn là ở nhà ngoại rồi lúc này thì chỉ có ba mẹ với bạn thôi Nhưng mà thời điểm đó ba mẹ đi làm rất là nhiều Rồi nhiều khi là tới 11, 12 giờ đêm ba mẹ mới đi làm về Cho nên nó là không có chăm sóc được cho bạn Thành ra ba mẹ đã nhờ bà nội xuống để mà ở chung với lại bạn Để chăm sóc cho bạn, chăm sóc nhà cửa ha Thì khi mà gia đình của bạn ở đây thì hoàn toàn bình thường Không có vấn đề gì cả ở cái bên nhà này á là có một người bạn cũng bằng tuổi với bạn là con trai. Hai đứa chơi rất là thân thiết với nhau cho nên nó là đi chơi đâu á là cũng rủ nhau đi chung cả thì ở phía sau nhà là có một cái sân bóng mà muốn đi vô trong cái sân bóng này á là mình phải đi vòng qua một cái con hẻm con hẻm này tên là lo cót hồi xưa chỗ này á là chết rất là nhiều vào thời chiến tranh cho nên người ta đặt tên như vậy á các bạn thì nếu mà mình muốn vô trong sân bóng là mình phải vòng qua cái con hẻm này để mà đi vô trong ấy chơi ha thì bạn kể rằng bạn với lại thằng bạn đó đã đi vô trong sân bóng này chơi rất là nhiều lần luôn Có khi là buổi chiều, có khi là buổi tối nhưng mà hoàn toàn bình thường không có thấy gì hết rồi trong cái hẻm này thì không phải là không có đèn đường Cũng có đèn đường nhưng mà thời đó thì đèn nó cũng còn tối Nếu mà mình đi buổi tối thì đèn nó mờ 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 Rồi nhà cửa trong hẻm người ta mở đèn á các bạn nó dạ ra Thì lúc mà mình đi vô chơi thì nó sáng sủa Nhưng nếu mà lúc mà mình về khuya thì người ta sẽ đóng cửa hết Chỉ còn đèn đường thôi Thì đèn đường này nó mờ mờ nhưng mà không phải là không thấy gì hết Mình vẫn thấy nha thì bạn kể rằng là nói chung từ nào tới giờ hoàn toàn bình thường gì hết ha nhưng cho tới một hôm cái ngày hôm đó thằng bạn kế bên nhà nó mới qua nó rủ bạn ê mày ơi đi vô trong sân bóng chơi thì bạn cũng xin phép bà nội bà nội cũng cho đi lúc này là tầm 6 giờ mấy gần 7 giờ tối thôi hai đứa ban đầu đi á trong sân bóng cũng còn người đông đúc dữ lắm người ta cũng vô đây hóng mát đồ này nọ rồi khi mà đi á thì đèn cũng sáng nữa các bạn nhưng mà do là mãi chơi quá cho nên nó là tới hơn 10 giờ á thì lúc đó hai đứa mới sực nhớ chết cha bây giờ khuya rồi bây giờ là phải chạy về chứ để không á là người nhà la về còn ngủ nghê nữa thì lúc này á là hai đứa mới dẫn nhau đi về lúc đó là trong sân bóng không còn ai người ta dễ trơn rồi nha các bạn thì khi mà hai đứa đi về khi đi vô tới cái hẻm này á cái tự nhiên á là bạn nhìn thấy có một người mà người này á là bạn thấy rằng đang đứng mà lúc mà bạn nhìn thấy là bạn chỉ thấy từ phía sau lưng thôi mà bạn nhìn thấy cái người này đang đứng thẳng mà cái đầu á thì Lúc đó là do đứng từ sau Cho nên bạn cứ nghĩ rằng cái người này là đang gục đầu không à Và khi mà bạn thấy người này bạn còn thấy rõ ràng rằng Cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ lính hồi đó nữa Thì khi mà bạn trông thấy bạn mới kêu một bạn Bạn nói ê mày Mày có thấy ai không Có thấy cái người đó không Cái thằng bạn nó giờ nó nó thấy xong thấy Ờ chắc là hả Cái người này là mệt quá Cho nên nó là hả đứng nó ngủ gục Là nó nói vậy các bạn nói trời ngủ gục gì kỳ vậy ngủ gục gì kỳ đứng mà dạng đứng thẳng không có dựa tường gì hết ngủ gục gì kỳ vậy thí dụ như nếu mệt quá thì ráng đi về tới nhà rồi ngủ cho sướng tự nhiên đứng ngoài đường ngủ vậy à cái nó mới nói chắc là say rượu thì nó nói vậy ha xong rồi nó vừa nói xong thì bạn á là bạn không có tính là kêu người ta đâu bạn kể người ta mình đi về nhưng nó thì nó loi choi nó lóc chóc hơn nó nhiều chuyện hơn thì khi mà nó vừa nói xong cái tự nhiên nó chạy lại đằng cái phía của cái người đó thì khi mà bạn thấy nó chạy lại thì bạn phải chạy theo và lúc mà nó chạy lại gần á nó mới kêu vậy nè tại vì nhìn thấy là có vẻ là đàn ông chứ không phải là đàn bà bự con lắm thì nó mới kêu rằng á là chú ơi chú chú ơi xong về nhà ngủ đi chú tự nhiên đứng ngoài đường ngủ làm chi về nhà đi chú ơi chú chú nó cứ tưởng ông nó ngủ gục thì khi mà nó vừa nói dứt câu xong nha Là lúc này bạn cũng vừa chạy tới luôn Thì lúc này cái ông này ổng say lại các bạn Và khi mà ổng say lại một con một cái là Coi như là hai đứa hú hồn hú vía Thằng bạn của bạn nó chết chân tại chỗ luôn Là cái ông này ổng say lại ổng không có cái đầu Không có cái đầu chỉ có cái cần cổ trở xuống thôi Trên tay của ổng ổng đang cầm cái đầu Và cái đầu của ổng ha con mắt cũng chết cái miệng nghe răng ra cười với hai đứa trời ơi cái lúc này tá quả hết trơn bạn á thì bạn sợ nó thì dạng giống như là nó chết chân luôn các bạn nó cứ lỡ mắt nó dền vậy nè thì lúc đó là bạn quản lên rồi cho nên bạn mới nắm áo của nó đó bạn kéo nó để mà chạy bạn kêu rằng chạy mẹ ơi chạy má má mẹ ơi chạy thì lúc đó là chạy thì nó mới do nó bị nắm áo cho nên nó chạy theo bạn mà bạn nói hơn nha là chỉ cần chạy ra ngoài hẻm quẹo một cái là tới nhà hai đứa rồi chứ nếu mà xa chắc là bạn sẽ chạy luôn mà bỏ nó lại luôn á bạn còn nắm áo nó kéo nó chạy về thì khi mà chạy về nó chạy nhà nó bạn thì chạy nhà bạn xong rồi á là bạn nhảy lên giường nằm kế bà nội mà mặt mày ta nói hớt ha hớt hải xanh lè xanh lét thì nội mới giờ nội mới chửi nội mới nói rằng là trời ơi bây giờ này ha con gái con lứa nhỏ vậy đó mà đi về khuya 10 giờ mấy mới về tới nhà mà mày làm cái gì á mà mặt mày mày hớt hớt hả vậy chuyện gì vậy má ruột mày hả cái bạn mới gật đầu cái nội cũng hết hồn nội nói sao con nói nói nội nghe coi thì một hồi sau khi mà bạn bình tĩnh được rồi á thì bạn mới kể cho nội nghe là mình thấy vậy vậy thằng bạn cũng thấy nữa thì bà nội mới la bà nội nói rằng là thấy chưa hả đi chơi á là cho khuya vô cho khuya vô đi đêm có ngày gặp ma mày thấy chưa mày mốt bỏ nha con bỏ nha con không có được đi chơi khuya không có được đi vô trong đó nữa xong rồi á là từ đó về sau coi như là mặc dầu thằng bạn đó đó giống như là nó con trai mà các bạn cho nên nó thấy lần đó rồi sau này nó cũng rủ bạn vô trong sân bóng nó chơi nhưng mà do là cái lần đó ám ảnh quá cho nên đó là bạn không có chịu đi không có vô đó chơi nữa thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn cùng với lại người bạn thân của bạn đã trải qua tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này cũng chính bản thân của bạn đã trải qua luôn thì bạn kể rằng đó là thời gian sau này á ba mẹ của bạn mới để dành được một cái khoản tiền kha khá cho nên đã mua được một cái căn nhà nằm trên đường vĩnh ngọc ở nha trang thì khi mà mua được nhà rồi cũng sửa sang rồi lại ha Xong rồi chị của bạn á là cũng dọn lên ở chung với gia đình Nhưng mà do lúc này bạn lớn với lại bạn cũng đã đi làm rồi mà bạn với mẹ bạn lại không có hợp nhau khắc khẩu dữ lắm nói một hai câu thì được chứ nói mà nhiều nhiều á là hay gây lộn với nhau rồi lúc đó bạn thấy chán quá cứ gây gỗ hoài cho nên bạn đã quyết định nó là không ở nhà mà bạn đi thuê phòng trọ Bạn ở sẵn là thuê phòng trọ Ở gần chỗ làm đi làm cho nó tiện luôn Thì sau khi mà mua nhà này được 2 năm Ba của bạn á, là đã qua đời do bị bệnh tim các bạn Rồi khi mà ba mất đi Thì trong nhà này á, là có mẹ, có chị Bạn ở cũng bình thường, không có gì hết rồi thời gian sau này nữa chị của bạn mới đi lấy chồng Thì chị của bạn phải về bên nhà chồng ở Cho nên lúc này chỉ còn có một mình mẹ ở trong nhà này thôi Thì lúc đó bạn thấy vậy thì bạn không có an tâm Trời ơi, hồi đó thì có chị không sao Mà bây giờ chị đi lấy chồng rồi Mình bỏ mẹ, mình nhẹ mình là cũng không an tâm lắm Thành ra bạn đã quyết định là sẽ dọn về nhà để mở chung với mẹ Kệ kệ, có gì ráng nhịn mẹ ha thì khi mà về nhà cũng bình thường bạn cũng không có nghe từ nào giờ không có nghe mẹ hay chị kể về chuyện tâm linh trong nhà này khi mà về đây ở trong vòng hơn hai tháng đầu tiên á là không có vấn đề gì cả ở rất là bình thường luôn nhà của bạn là xây kiểu một trệt và một cái lầu ở trên ha mà cái phòng của bạn á là nằm ở dưới cái trệt cái phòng của bạn đi ra đằng sau là sẽ có cái cầu thang để dẫn lên lầu một rồi đi ra thêm sao nữa là sẽ có cái nhà bếp với lại cái toilet thì bạn kể rằng cái hôm đó đó là bạn đi về sớm khi mà về sớm bạn cũng tắm rửa ăn cơm xong rồi là đi vô phòng nằm bấm điện thoại Mẹ của bạn lúc đó đi làm chưa về Hôm đó là tới 11 giờ đêm mẹ mới về ha Chỉ có ông mình bạn ở nhà thôi Thì cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ á, là lúc này bạn mới mất tiểu Cho nên đó là bạn mới đi ra ngoài để mà đi tiểu Nhưng khi đi ra ngoài bạn đi tới cái cầu thang dẫn lên lầu 1 á, Thì tự nhiên nha Bạn nói rằng giống như có một cái gì đó nó thôi thúc bạn nó thôi thúc, nó khiến cho bạn là phải đứng lại ngay chỗ cái cầu thang để mà nhìn lên lầu thì lúc này bạn mới đứng lại cầu thang các bạn nhìn lên Thì khi bạn nhìn lên là do ở trên là có đèn cầu thang mà các bạn Cho nên khi mà bạn nhìn lên bạn đã thấy rõ ràng có một người đàn bà Bà này mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng tóc bảy rất là dài Bà đang đứng trên đó Trời ơi khi mà bạn nhìn thấy bạn giật mình hết hồn hết trơn Bạn nín tiểu luôn Bạn không đi tiểu mà bạn dòng vô trong phòng bạn nằm trở lại Sợ quá trời sợ nằm đợi mẹ về Tới 11 giờ đêm mẹ về bạn đi ra Bạn kể cho mẹ nghe Thì sau khi mà mẹ nghe xong á Mẹ mới la mẹ nói rằng là làm gì có Nhà hả ở từ nào giờ đâu thấy gì đâu Tao với ba mày chị mày Đâu ai thấy gì đâu chắc là mày nhìn lầm Mà bạn nói rằng không hề nhìn lầm Trời ơi con đâu phải là đang ngủ mà mà dậy đi tiểu đâu mà nói là con qua mắt nhìn lầm đằng này con đang thức con bấm điện thoại con bắt tiểu con đi rồi tự nhiên tới đó là giống như có cái gì nó thôi thúc nó khiến cho con á là phải nhìn lên con thấy rõ ràng mà nhưng mà mẹ của bạn nhất quyết nói rằng á là bạn xàm cho nên nó là mẹ la rồi thấy la thì mẹ sợ bạn sợ là gây lộn thành ra là bạn không có nói nữa thì sau đó mấy ngày cũng không có chuyện gì xảy ra cho nên đó là bạn cũng bỏ qua cái vụ đó luôn thì cho tới tầm khoảng 2 tuần sau thì hôm đó đó là bạn cũng đi làm về sớm Sau khi về cũng tắm rửa ăn cơm Đi vô phòng nằm bấm điện thoại Rồi cái bạn cũng ngủ luôn Khi mà chìm vô trong cái giấc ngủ rồi á Là bạn đã nằm mơ Trong mơ á, là bạn thấy rằng á, là mình đang nằm trên giường Thì tự nhiên á, là mình mở mắt ra Tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà Bà đứng ngay kế bên cạnh giường của bạn Bà đang dòm bạn mà bạn nói rằng nha Đầu tóc của bà thì bù xù, mặt mày của bà thì trắng nhách à. mà nó hóc hét vô cùng luôn, mặt nguyên một cái bộ đồ ta nói rất là dơ. Nhìn dơ dữ lắm tại vì lúc đó là trong cái vía bạn thấy cái phòng nó sáng chứ không phải là tối. Cho nên bạn thấy cái bà này rất là rõ, nhìn bà ghê ghê, bà hóc hét là sao á. Rồi bà đứng bả dòm bạn mà bà cười. Với bạn rất là nham nhở, bà cười 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 nham nhở với bạn vậy nè. Xong cái bà mới hỏi bạn rằng á là sao? bữa thấy rồi có sợ không bà hỏi bạn vậy đó thì khi mà bà hỏi bạn cái câu đó xong bà cười quá trời cười luôn mà bà cười cái kiểu ngặt nghẽo các bạn kiểu mà bà cứ cười hả 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 vậy đó thì khi mà bà cười vậy bạn sợ lắm bạn mới giật mình thức dậy thì mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ nhưng mà do cái lúc này quá sợ hãi cho nên đó là bạn đã chạy ra ngoài khỏi nhà xong rồi á là bạn mới đi lấy xe các bạn bạn chạy ra ngoài bạn đi chơi chừng nào mẹ về thì bạn mới về nhưng mà do mẹ bạn với bạn thì khắc khẩu lắm cho nên kỳ này á tại vì đó là giấc mơ thôi cho nên bạn không có kể cho mẹ nghe mắc công mẹ không tin rồi nói qua nói lại rồi cái lộn nữa thành ra bạn không có kể thì bắt đầu mấy thời gian sau cũng bình thường nhưng tới tầm một thời gian dài sau nữa thì lần này bạn thấy coi như là Lúc đó bạn đang thức luôn Bạn kể rằng hôm đó bạn cũng đi làm về sớm Hôm nay thì có mẹ ở nhà Khi mà bạn đi làm về bạn tắm rửa ăn cơm xong Thì mẹ đã dọn đồ Mẹ nói với bạn rằng là mẹ đi chơi Ở nhà ăn mình nha Tao đi chơi tới 9 10 giờ gì Mẹ về thì bạn cũng dạ dạ Rồi bạn vô phòng mẹ bạn đi Thì bạn mới nằm trong phòng nha Đang nằm bấm điện thoại một hồi sau Cái tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa Mà cái cửa nhà của bạn á Thí dụ như mình chỉ cần mở nhỏ thôi mà bạn cũng nghe Tại vì cái cửa hả là chỉ cần đẩy một cái là nó kêu rất là lớn Rồi trong nhà bạn kính nó thành ra nó vang lắm các bạn Thì cái lúc mà bạn đang nằm bấm, đang, th đang thức đàng hoàng Tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa, bạn cứ nghĩ trong đầu là mẹ về không à Xong rồi nghe tiếng bước chân đi bụp 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 đi tới ngay chỗ cửa phòng bạn cứ ngưng lại bạn cũng nghĩ là mẹ thôi cái ngưng lại bắt đầu gõ cửa các bạn gõ thì khi mà nghe gõ cửa vậy bạn mới suy nghĩ bụng rằng đó là trời nay mẹ lịch sự giữ tại vì bình thường đó là mẹ muốn vô phòng bạn là mở vô chứ không cần mở cửa vậy trơn mà nay sao lịch sự giữ gõ cửa rồi nữa ha cái gõ cái bạn mới nói rằng mẹ hả à, mở cửa vô đi chợ nay mẹ bày đặt mất mẹ mẹ bày đặt mẹ gõ cửa nữa hả mẹ xong cái hả không trả lời trả vốn mà cứ đứng gõ các bạn nói trời ơi mở cửa vô đi con đâu có khóa cửa trong đâu mẹ làm gì đứng gõ cửa hoài vậy rồi xong cái im bạc im bạc cái lúc đó bạn thấy lạ bạn mới bỏ điện thoại xuống bạn mới đứng lên bạn lại bạn mở cái cửa phòng bạn ra thì khi mà mở cửa phòng ra dòm ở ngoài không có ai hết dòm ra hàng trước cũng không thấy xe của mẹ ủa rõ ràng mới nãy mình nghe tiếng mở cửa là mẹ về rồi mà ta các bạn đi ra hàng trước bạn đứng ngay chỗ cái cửa chính nhà của bạn á bạn dòm ra cũng không thấy luôn không thấy gì hết không thấy ai trơn á xong cái bạn mới dòm vô trong bạn còn hỏi vọng lên như lầu mẹ à, mẹ về mẹ nhưng mà không ai trả lời hết có nghĩa là mẹ của bạn chưa về ủa vậy mới nãy á là ai gõ cửa ai đi vô ủa gì thấy ghê vậy cái lúc này bạn mới mở cái cửa phòng bạn thì khi mà bạn vừa mở cửa phòng do là trong phòng bạn đang mở đèn sáng mà các bạn cho nên khi mà bạn vừa mở cửa phòng vô một cái là bạn chết chân tại chỗ là tại vì bạn thấy một người đang ngồi trên giường của bạn. Thì khi mà bạn vừa mở cửa phòng ra một cái bạn mới say lại bây giờ bạn bắt cười với bạn. Mà lúc đó nha bạn nói rằng trời ơi cái mặt bà trắng xác hốc hát đầu tóc thì bù xù. Rồi quần áo mình mẩy của bà nó dơ lắm. Xong cái hả bạn nhìn bạn bắt cười Thì khi mà bạn thấy cái bà này một cái là bạn nhớ liền Trời ơi cái bà này hôm trước là mình thấy trong cái giấc mơ nè Thì lúc đó bạn sợ quá bạn la lên bạn hét lên xong bạn chạy ra Đâu kịp dắt xe ra đâu Cho nên bạn phải chạy ra kế bên nhà cái người hàng xóm á Thì bạn mới kêu cái cô đó rất là thân với lại gia đình Bạn kêu thì cô đó ra mở cửa bạn mới chạy sọc vô nhà cổ luôn Mà lúc đó do sợ quá cổ hỏi gì vậy mày Nhưng mà bạn sợ quá cho nên nó là bạn không có kể lại cho cổ nghe Thì đợi một hồi sau mẹ của bạn về Thì bạn mới đi về Mà mẹ hỏi sao vậy chuyện gì Bạn cũng không nói được luôn Tại vì sợ hãi quá Tại vì mình thấy tận mắt mà lúc này nó gần nữa các bạn Chỉ cần mở ra thì Cái khoảng cách của bà với bạn rất là gần nhau Bạn thấy rõ ràng như vậy Thì bạn quá hoảng sợ Không có nói được Thì tối hôm đó bạn ngủ bình thường Nhưng mà sáng hôm sau bạn sốt Số cao quá trời số cao luôn mà mẹ hỏi cỡ nào bạn cũng không nói hết trơn á rồi xong cái mẹ mới gọi điện kêu chị của bạn á kêu mày về mày coi nó làm sao hỏi nó có chuyện gì thì chị của bạn về cũng hỏi thì khi mà chị hỏi thì bạn lại nói được là bạn mới kể cho chị nghe là bạn đã nhìn thấy như vậy như vậy thì chị của bạn là một cái người cũng rất là tin tâm linh cho nên nó là chị nói gì thấy ghê vậy thôi để hả chị hỏi bạn bè kiếm thầy coi làm sao thì sao khi mà hỏi bạn á thì chị đã kiếm được một cái ông thầy cái lúc đó cũng mời ông thầy đến nhà khi mà ổng đến nhà ổng coi cho bạn á xong cái ổng đi ra ổng nói với lại mẹ với chị á ổng nói rằng cái con bé này nè nó là nó nặng vía dữ lắm nhưng mà có điều á là nó có cái con mắt anh dương cho nên nó là nó sẽ thấy những cái gì mà mình không có thấy được ở trong nhà này có hai cái vong hai cái vong trong nhà này mà dạng giống như là người ta biết nó có cái con mắt âm dương á cho nên nó là người ta gẹo nó chứ không có vấn đề gì đâu người ta cũng đói khác thì thôi mình cúng cho người ta rồi cái mẹ của bạn cũng đi mua đồ về nấu một mâm cơm để mà cúng còn về phần bạn á thì ông thầy ổng đã làm ổng cúng làm sao ổng đóng cái con mắt âm dương của bạn lại để mà cho bạn không có nhìn thấy cái gì nữa các bạn thì từ sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi ha rồi á là ổng hả đóng cái con mắt âm dương thì từ đó về sau bạn ở trong nhà tới tận bây giờ cũng bình thường không có vấn đề gì nữa hết thì đây là hai câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta khi mà nghe chuyện này mình tưởng tượng từng chi tiết mình thấy ghê các bạn ha rất là kinh dị và bạn còn hai chuyện nữa nhưng mà thi sẽ kể trong tập một nghìn hai trăm bốn mươi các bạn ha tiếp theo là câu chuyện thứ ba câu chuyện này là của một bạn nữ bạn nữ này là chủ nhân của cái câu chuyện cô thánh kỳ rồi thì mới kể thì đó là chuyện là do bà ngoại của bạn kể lại thì hôm nay là thi sẽ kể câu chuyện cuối cùng mà bạn gửi về cho kênh câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua thì bạn kể rằng là bạn lên bình dương bạn cũng có chồng hai vợ chồng lên bình dương để mà đi làm ha thì hai vợ chồng bạn có thuê một cái phòng trọ nằm trong một dãy trọ và thuê cái phòng này hai đứa ở ba năm trời hoàn toàn bình thường bạn không có thấy gì hết không có chuyện gì xảy ra hết nhưng mà cho tới cái lần đó sau ba năm thì lúc đó là tháng ba nha bạn kể rằng là tự nhiên trong cái khoảng thời gian đó lúc nào cũng vậy bạn luôn có một cái cảm giác là giống như có người đứng ngay cửa nhà tắm mà nhìn mình thì cái phòng này là có cái ghét nhưng mà hai vợ chồng bạn là không có nằm ngủ trên ghét nha các bạn ở trên ghét là để đồ để quần áo với lại những cái vật dụng mà mình ít xài thôi ở dưới đất thì hai đứa có trải một cái tấm nệm ở bên đây là cái cửa ra vào hai chiếc xe để đây bên đây là cái tấm nệm nè ở dưới chân tấm nệm là cái cầu thang bằng sắt để mà đi lên trên ghét các bạn tưởng tượng được mà phải không thì bạn ngủ chồng bạn nằm ngoài bạn nằm ở trong không có văn mồm nha mà bạn nói rằng cái khoảng thời gian tháng 3 đó đó là lúc nào cũng vậy kể cả khi ngủ khi thức gì á là lúc nào bạn cũng cảm giác rằng có người đứng ngay cái cửa nhà tắm nhìn mình rình rập mình lúc nào cũng có cảm giác đó nó bất an nó kỳ cục dữ lắm và do là ngay cái chỗ cửa nhà tắm chồng của bạn có lắp một cái đèn giống như dạng đèn ngủ á các bạn để khi mà tối mình đi tiểu nó cũng dễ dàng hơn thì khi mà có người đứng đó là bạn cảm giác cảm nhận rằng là có người rình mình thì bạn luôn cảm nhận vậy nhưng mà chưa thấy gì thì cho tới hôm đó là bạn ngủ bạn nằm mơ mơ thôi nha bạn thấy rằng là có một người thanh niên ở trong cái nhà tắm á mới ló cái đầu ra nhìn vô hai vợ chồng bạn lúc đó bạn đang mở mắt nhìn là trong mơ thì cái người thanh niên này á là mới bước ra mà có cầm cái điện thoại nữa bạn nói rằng cái người này nha vừa vừa bấm bấm điện thoại mà vừa hả vừa đi vừa đi từ cái cửa nhà tắm đi ra liếc bạn nè vừa bấm điện thoại mà vừa liếc cái cười 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 nham nhở với bạn xong cái đi lên ngay chỗ cái cầu thang để dẫn lên ghét đó thì người này mới bước lên trên cái cầu thang đó thì chỉ còn có hai cái bậc nữa là sẽ lên hẳn trên ghét luôn thì người này biến mất tiêu khi mà biến mất tiêu rồi thì bạn mới giật mình thức dậy trời ơi mình mơ mà sao mơ gì mà thiệt dữ vậy trời qua ngày hôm sau bạn có kể lại cho ông xã bạn nghe thì khi mà ông xã bạn nghe ông xã bạn là một cái người cũng rất là tin tâm linh cho nên á là khi nghe xong đó, thì ông kêu rằng đó là thôi có gì em uh, đi chợ em mua đồ về em cúng đi em cúng cho người ta khấn vái là đừng có gẹo, đừng có nhát mình vậy đó ha thì bạn cũng đi chợ mua đồ về cúng thì sau khi cúng xong cũng êm một thời gian cho tới cái lúc đó là tháng 3 thì cho tới 30 tháng 4 á, là do được nghỉ mấy ngày á, cho nên hai vợ chồng mới về quê để mà thăm nhà Thì khi mà về quê thăm nhà hai ngày đầu ở nhà thì ngủ bình thường không có gì hết Cho tới cái ngày thứ ba là ngủ đêm nay sáng ngày hôm sau sẽ quay trở lại Bình Dương để mà đi làm tiếp đó. Thì cái đêm đó đó là bạn ngủ tự nhiên bạn cảm thấy nó ngợp thở vô cùng luôn Ngợp quá cho ngợp Cái gì nó đè mình khó chịu lắm cho nên bạn mới mở mắt ra thì khi bạn mở mắt ra bạn đã thấy có một cái mặt mà Cái người này cái mặt rất là to Thân người của nó thì nó đè bạn Mà cái mặt của nó nó đang áp sát vô mặt của bạn mà Cái mặt của nó bự dữ lắm Bự trành bành Nó không có bự như là cái mặt mâm Như là bình thường thi cải Mà cái mặt của nó phải bự gấp 2, gấp 3 lần cái mặt của mình nó đang ép vô cái mặt của bạn Lúc đó bạn ngọt quá chừng ngọt thở không được Thì lúc này bạn sợ quá ban đầu thì chưa có nhớ niệm phật cho nên đó là bạn đang quảng sợ mà dùng dãy không được sau một hồi cái bạn mới nhớ lại bạn niệm phật thì bạn niệm nam mô với đà phật mà bạn nói rằng bạn càng niệm á là nó càng đè mạnh hơn và nó thở gì khì khè khì khè nghe rất là ghê khì 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 vậy đó giống như nó tức á các bạn khi mà bạn niệm phật á là nó tức bắt đầu nó cứ đè mạnh hơn thì lúc đó là trời ơi mình niệm nãy giờ quá trời giờ sao giờ sao do lúc này á bạn đã nghe chuyện thi kể rồi cho nên đó là bạn nhớ rằng mỗi lần mà thí dụ như nếu mà mình niệm phật mà không có tác dụng á là chị thi hay nói rằng niệm om mani padme hum thì lúc đó là bạn nhớ cái bạn mới niệm thì lúc mà bạn niệm cái câu thần chú này á bạn chỉ niệm hai lần thôi om mani padme hum om mani padme hum thì bạn thấy rằng cái người đều biến mất tiêu liền bạn nhẹ nhàng lại liền luôn xong rồi thức chằn chọc cho tới sáng do là quá sợ thì sau khi mà sáng xong thì gia hai vợ chồng bạn cũng chạy lên bình dương khi mà lên rồi á thì trong cái khoảng thời gian này mặc dầu hồi trước đó mình cúng là êm rồi nhưng sau cái khoảng thời gian này nha là lúc này bạn lúc nào cũng thấy khi mà mới vừa chấm chớm chấm chớm ngủ là bạn thấy có cái đầu đưa ra từ trong nhà tắm dòm gạo bạn rất là nhiều luôn thì cái hôm đó đó ông xã của bạn có việc về quê mà bình thường có ông xã nằm kế bên thì cũng còn đỡ mà giờ ổng đi thì bạn đâu có dám ngủ ở phòng mình đâu bạn qua phòng của người chị để mà ngủ ngủ ké trong khi mà ông xã của bạn về thì bạn mới về nhà bên phòng trọ để ngủ lại thì khi mà ông xã về ông xã có kể lại cái chuyện này cho mẹ chồng của bạn nghe thì khi mà mẹ chồng nghe mẹ chồng của bạn đã đi xem thầy xem cái ông thầy đó ổng bấm tay các bạn ổng nói rằng là ở trong dãy trọ mà hai vợ chồng của bạn đang ở không phải là trong phòng của hai vợ chồng nha mà là cái phòng kế bên cái phòng này hồi trước đây cách đây cũng cách cái thời điểm đó là bảy tám năm á là có một thằng thanh niên thằng này nó chưa tới 20 tuổi nữa nó chừng khoảng 18 19 tuổi à nó thất tình nó tự tử trong đó rồi nó ở bên cái phòng đó đó rồi hả từ nào tới giờ ai mà dọn vô mà công nhận thiệt ông thầy nói đúng là từ nào tới giờ ai dọn vô cái phòng này á là không có ai ở được lâu dài hết chừng tuần hai tuần là dọn đi rồi là bạn hai vợ chồng bạn đều thấy như vậy nhưng mà do là bạn á hợp với thằng thanh niên này cho nên hồi trước đây á là nó ở bên phòng kia thôi nhưng sau khi mà nó tại vì bạn ra vô đó mà nó biết rằng bạn hợp với nó thành ra là nó đã qua và nó qua bằng cái đường nhà tắm tại vì cái phòng bên đây với phòng bên kia nó giao nhau cái nhà tắm đó các bạn cho nên nó là nó đã qua bên bằng cái đường nhà tắm để mà gẹo để mà chọc bạn thì sau đó ông thầy này có cho mẹ chồng một cái lá bùa kêu rằng là về bạn để trong người thì sau đó là chồng của bạn đem lá bùa này lên kể cho hả là bạn nghe Xong các bạn sợ quá Cuối cùng hai vợ chồng á, là đã cúng một mâm cơm Xong rồi dọn đi luôn Thì đây là cái câu chuyện thứ hai Mà bạn nữ đó đã gửi về cho kênh chúng ta Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Câu chuyện này á, là của một bạn nam bạn nam này hôm trước đó là thi kể xót chuyện của bạn bạn nam này hôm trước đó là thi kể là bạn ở vũng tàu mà bạn làm dân quân xong rồi bạn đi tuần cái đường dọc biển á rồi bạn thấy có nguyên đám cô hồn mà nó cúi xuống nó liếm cái dũng máu ở ngay chỗ cái tàu cánh ngầm đó các bạn là thi kể sót một chuyện của bạn Chuyện này là chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho kênh chúng ta Thì bạn kể rằng là sau khi mà bạn đi học bếp cái thời gian bạn làm dân quân là bạn đang đợi giấy để mà người ta kêu đi học Thì sau đó là người ta kêu đi học rồi Học xong xuôi hết rồi Bạn quay về dũng Tàu để mà đi làm trong một cái nhà hàng cái nhà hàng này á thì bạn kể rằng khi mà mới vô là do là chủ người ta mới sang lại. Trước đây á là cái chỗ này là khách sạn. Nhưng rồi sau đó là người ta sang lại thì chủ đã sang và mở thành một cái nhà hàng nha, giấu địa điểm tại vì hiện tại bây giờ người ta đang kinh doanh rất là đắt khách. Thì bạn kể rằng bạn vô đây bạn làm bếp nha. Thì khi mà mới mới mở mà cho nên nó là À, chủ cũng có thuê người nè thuê kế toán rồi thuê phục vụ thuê bếp trưởng bếp phó rồi bảo vệ thì trong đó là có cái chị đó kế toán mình gọi chị này là chị a đi thì chị a này á, là mới đầu vô làm cũng bình thường ở trong đây á, thì nhân viên mới đầu vô làm bình thường nhưng mà sau đó rồi ai cũng bị gọi là giống như bị nhét cả nhưng mà nhét cũng không có nhiều như là cái chỗ khác nha chị a này cái hôm đó chị ngủ trưa thì chỉ mới lên trên tầng 3 chỉ mới nằm thì khi mà đang nằm đang liêm diêm liêm diêm cái tự nhiên chị thấy có một bà già cái bà già này á bả từ ở trong vách tường nha các bạn chị thấy rằng cái bà này từ trong vách tường bả bước ra khi mà bả bước ra bả đi ngang qua chị này bả nhìn chị này cười cười thì lúc đó chị này biết rằng bà này là ma tại vì trong cái bức tường bước ra thì chỉ có là ma thôi chứ người ai bước ra từ bức tường cho nên chị này mới niệm phật thì khi mà chỉ niệm phật á thì bà ngưng lại bà đang đi mà bà ngưng lại bà mới nói bà nhìn qua chị bà cười mà cái nụ cười bà hiền lắm bà nói rằng á là đừng niệm phật con đừng niệm phật đừng sợ gì hết trơn á bình thường đi cái bà cười xong cái bà đi thẳng vô trong toilet rồi mất tiêu luôn thì lúc này chị này mới giật mình thức dậy bắt đầu quảng hốt quá chạy xuống kể cho bạn nghe thì đó là chuyện về chị a đã thấy tiếp theo là chuyện do chú bảo vệ bị thì chú này á là trực đó là giống như là trực thai ca đó, các bạn cứ hai tuần đó là trực ngày hai tuần là trực đêm thì cái hôm đó là chú trực đêm mà bình thường trực đêm đó là từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng thì đêm hôm đó sau khi mà nhà hàng đóng cửa rồi á thì chú này mới đi tuần đi tuần xong cái quay lại cái chỗ bảo vệ á chú ngồi thì thay vì mình phải thức nhưng mà chú đã ngồi chú ngủ gục thì lúc mà chú ngủ gục á là chú ngồi ngồi ngửa ra nhắm mắt ngủ vậy nè xong cái tự nhiên nha chú nói rằng chú bị ai tán mà ta nói cái tán á như là trời dáng vậy đó nó đau vô cùng luôn đang ngửa ngửa vậy, bị tán một cái bớt một cái trời ơi chú quản hồn chú giật mình thức dậy đau mà ta nói nó rát nguyên cái mặt luôn vậy đó dòm tới dòm lui không thấy ai hết trời ơi sợ vô cùng các bạn ha giống như là nhắc nhở tại sao ngủ gục như vậy mà không có coi á thì lúc đó là chú biết rồi cho nên nó là chú cầm cái đèn pin chú đi vòng 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 trong nhà hàng để mà tuần thì đi tới ngay chỗ cái uh, bộ ghế salon mà ngay chỗ cái bàn cái quầy á các bạn thì chú đã thấy có một người ngồi chỉm chệ ngay đó ngồi cháu ngoải đàng hoàng xong chú cũng lơ chú đi ra chú đi ra rồi mấy lần sau á là khi mà chú nằm ở trong chú ngủ á là chú thấy ở ngoài có rất là nhiều người tầm khoảng chừng mười mấy hai mươi người vậy đó đứng lố nhố ở ngoài kêu chú rồi ngoắc 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 kêu chú vậy nè thì chú mới hí lúc đó là do là cái vé lúc này tỉnh rồi đó các bạn chú hí mắt ra thì chú thấy cứ đưa tay vô kêu rằng á là chú ơi đói quá à đói quá chú ơi có gì ăn không chú ơi cứ kêu vậy đó xong cái là khi mà chú đang chuẩn bị mở mắt ra thì tự nhiên có một cái bàn tay vuốt cái con mắt của chú xuống giống như để cho chú không có thấy mấy người đó vậy đó thì sau đó là chú đã kể lại cho bạn nghe rồi thêm một chị nữa cái chị này á là quản lý À, người chủ là mới thuê chị này làm quản lý trong cái chỗ nhà hàng đó thì ban đầu là cái chị này đi làm là mặc đồ cũng lúa lắm các bạn mặc đồ không có thời trang cho nên đó là người chủ đã góp ý nói rằng là thôi bây giờ em mua mấy bộ đồ vest tại vì mình là quản lý mình phải mặc đồ cho nó chỉnh chu nhìn nó sang trọng thì chị này á là đã mua đâu cũng mười mấy bộ đồ vét để mà mặc đi làm khi mà đổi độ vậy nhìn chị cũng đẹp nhìn nó khác hẳn liền luôn thì hôm đó là chị tới sớm lúc đó là nhân viên chưa tới thì trong cái lúc mà ngồi đợi để mà chấm công á thì chị này mới buồn ngủ do là cũng còn sớm cho nên nó là chị ngủ gục thì trong cái lúc mà chị đang thiêu thiêu vừa gục xuống một cái tự nhiên chỉ nghe một cái giọng nói mà trong khi lúc đó là chưa có ai vô chỉ có anh bảo vệ ở hôm trước thôi thì chị này nghe vậy nè Đúng rồi đó Quản lý là phải mặc đồ vết vậy Nó mới đẹp, nó mới sang chứ Thì khi mà chỉ nghe ai nói vậy Cái chị giật mình Dồn giáo giác xung quanh Không thấy ai hết trơn Mà không thấy ai ai nói vậy các bạn chờ đất coi chỉ có ma thôi các bạn ha Chỉ có ma mới nói vậy thôi Nhưng mà hả Trong đây á, là những người nhân viên sau này mới vô làm cũng hay thấy lắm thấy một bà cụ mặc cái bộ đồ giống như là đồ của mấy người đi chùa đồ lam á các bạn mà nhìn bà rất là đẹp lão luôn hay thấy bà dữ lắm thì đây là chuyện do một bạn nam ở vũng tàu đã gửi về cho kênh chúng ta hôm nay thi đã kể xong tập một nghìn rồi các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập một nghìn thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.